Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Thương cũng xin được gửi đến toàn thể quý vị với một lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, và để giúp vui trong bữa tiệc ngày hôm nay thì Ngọc Thương cùng với một người anh thân thương sẽ gửi tặng đến toàn thể quý vị bài tân cổ được mang tên Chợ Mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chợ có hồi nào và năm nay bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người sợ sau này con Hồng về bế nắng hiếp mơ, nên bà con cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cháu trăng. Bye.
về vì biến thương còn bông giặc. Thần tượng hả? Yêu cầu thần tượng hát. Trời ơi, từ Đồng Tháp tới đây, dạ, hả, không dám tế nhị chút xíu cho phó chủ tịch mình đó, mà hát cỡ đó đó. Thì cảm ơn em trai em Thẩm cùng với nghệ sĩ Ngọc Thương rất nhiều. Vâng, thầy theo lời cầu của tất cả quý vị và khách cũng như bà con cô bác, chị Thanh xin mời vị chào đón nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm. Dạ thưa với quý vị, thưa với mấy anh YouTuber, đây là cái lời vừa tôi tâm sự nha. Mấy anh YouTuber thân mến, quý vị khán giả là kính yêu. Hiện tại bây giờ thì cái sự kết nối và gắn liền không thể thiếu là giữa người nghệ sĩ với lại quý vị YouTuber. Bởi vì ai cũng muốn quảng cáo mình hết, ngay bản thân tôi cũng gì. Còn nếu mà cái niềm đam mê trong tâm hồn của tôi thì lúc nào cũng có. Mà ngặt già quá rồi thì kệ, mấy em nhỏ nó đi tới đâu thì tôi bò theo tới đó. Đâu có gì thấy tôi nói chuyện là biết hả? Chỉ là khác đi. Đừng có nhiều người không hiểu anh đâu. Thôi ông nội ơi, già quá, hãy đi hát làm gì nữa. Quý vị ơi, thông cảm, được khán giả thương đi, kêu đi hát nhiều là mừng lắm. Cho nên đôi khi khen tiếng với ông qua cho, thì ai cũng muốn hát hay hết á. Còn cái niềm đam mê trong người nghệ sĩ cũng như là quý vị khán giả còn có hơn tụi tôi nữa. Mà nhờ quý vị khán giả ca thì được, chúng tôi lại còn tồn tại cái nghề này. Bởi vì khán giả không ca là xem như là cái nghề này nó bị mai một. Còn khán giả ca thì có nghệ sĩ đi hát. Cho nên rất là cảm ơn quý vị. Tôi xin thay lời tất cả những người nghệ sĩ cảm ơn quý anh YouTuber, cảm ơn khán giả đã giữ nuôi anh em chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Giờ bữa nay tôi không hỏi gì Tiêu Thanh, là bữa nay là tôi chiều nay không tới, giờ bữa là tôi là hút cháu. Thì em tính chiều nay tới sớm không mà chạy qua bên đây hát. Dạ cũng là bên đây mình hút quà. Nhưng mà hên quá nó khác xô ở. Rồi bây giờ tôi hát tặng quý vị bài nha. Cảm ơn các anh từ ở Đồng Tháp lên nè. Đây là quê vợ của tôi. Dạ quê vợ của tôi ở Đồng Tháp, mà tại vì cha này phải hâm mộ là bị ợt của vợ tôi cho nên thích tôi giống vậy lên. Dạ. Rồi bây giờ em hát tặng quý vị bài. Quý vị muốn nghe bài gì nói đi, nếu mà em thuộc thì em quốc liền à. Dạ. Trời Phật thánh thiền ơi. Anh, bữa nay là ngày vui á. Chừng nào tôi chết tôi sẽ ca bài đó. Kìa. Bây giờ cho tôi hát bài hát nè. Bây giờ bài vui vui đi. Anh ơi, ngồi anh ơi, ngồi xuống anh ơi. Nghe nào em. Ngồi xuống. Thông cảm, thông cảm. Mỗi lần uống rượu là mỗi lần say. Chén chú chén anh cạn lại đầy. Dạ bây giờ rượu hay nước thì nó cũng vậy quý vị ơi, nó cũng giống nhau thôi.
người say đâu biết mình đang xuyên, người xuyên đâu còn nhớ ai say. Say nỗi cay ngang, say niềm bất hạnh, trong cơn say tôi hận cho đời. Vô các ơi, vô chúc mừng ngày vợ chồng Cường nó đẻ một đứa con. Vô. Sai thiệt rồi có phải vậy không? Nhưng mà hình bóng của ai kia nó cứ chập chờn ở trong giấc ngủ á. Nhiều đêm tôi đắm chìm trong men rượu, lòng ăn triệu sầu mà tâm sự ngột ngang. Ai? Ai thật lòng ai lừa lòng dối gian? Ai cắt lưỡi môi ai nồng nàn chung thủy? Người gì giàu sang đem lòng ích kỷ, kẻ gì được lợi danh mà ban rẻ tâm mình. Lật dò trong kiếp nhân sinh, tôi tìm kiếm chữ ân tình để say. Rượu nồng tôi uống đêm nay có làm dây nhữ đắng cay. Dạ hết rồi.